Nhận lời mời của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Lào Thonglun Sisulit và phu nhân thăm cấp nhà nước đến Việt Nam từ ngày 10 tháng 9 đến ngày 13 tháng 9. Sáng nay, lễ đón chính thức Tổng Bí thư Chủ tịch nước Lào Thonglun Sisulit và phu nhân được tổ chức trọng thể tại Phủ Chủ tịch. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì lễ đón. Sau lễ đón tại trụ sở Trung ương Đảng, hai đồng chí Tổng Bí thư Chủ tịch nước đã tiến hành hội đàm. Trong bầu không khí thắm tình hữu nghị và tình đồng chí anh em thân thiết gắn bó, hai nhà lãnh đạo đã thông báo cho nhau về tình hình mỗi đảng, mỗi nước, chia sẻ về các vấn đề quốc tế, khu vực mà hai bên cùng quan tâm, trao đổi thống nhất những định hướng, chủ trương và các biện pháp nhằm tiếp tục đưa quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào phát triển lên tầm cao mới. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Lào Thonglun Sisulit chúc mừng đồng chí Tô Lâm được bầu làm Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, thể hiện sự tin tưởng cao độ của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam. Đồng chí Thonglun Sisulit một lần nữa bày tỏ chia buồn sâu sắc và trân trọng đặc biệt đối với cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, đánh giá cao những đóng góp to lớn của cố Tổng Bí thư đối với công cuộc đổi mới của Việt Nam và sự phát triển quan hệ Việt Nam-Lào, bày tỏ sự chia sẻ sâu sắc trước những thiệt hại nặng nề về tính mạng và tài sản do cơn bão Yagi gây ra đối với Việt Nam và tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, nhân dân các địa phương của Việt Nam sẽ sớm khắc phục khó khăn, ổn định cuộc sống. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm chúc mừng những thành tựu phát triển quan trọng mà đất nước Lào anh em đã đạt được trong thời gian qua, nhấn mạnh Việt Nam sẽ luôn ủng hộ mạnh mẽ Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào phát huy các thành quả đã đạt được, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu đề ra, tiếp tục tích cực ủng hộ Lào đảm nhiệm thành công vai trò Chủ tịch ASEAN năm 2024. Hai nhà lãnh đạo khẳng định sẽ tiếp nối truyền thống lịch sử vẻ vang của hai dân tộc, cùng nhau giữ gìn, bảo vệ và không ngừng vun đắp cho mối quan hệ đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào ngày càng phát triển, đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả trên các lĩnh vực, vì lợi ích của nhân dân mỗi nước, vì hòa bình, ổn định và phát triển của khu vực và trên thế giới. Hai bên sẽ tiếp tục đưa quan hệ chính trị đi vào chiều sâu, tăng cường hiểu biết lẫn nhau, củng cố tin cậy là nòng cốt định hướng tổng thể quan hệ hợp tác giữa hai nước, duy trì các chuyến thăm, gặp gỡ, trao đổi cấp cao giữa lãnh đạo cấp cao hai đảng, hai nước, tăng cường chia sẻ thông tin, trao đổi, phối hợp trên các vấn đề chiến lược, trao đổi lý luận, nhất là những vấn đề mới, đẩy mạnh tuyên truyền giáo dục về truyền thống quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào cũng như quan hệ Việt Nam-Lào-Campuchia trong các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ hai nước. Hai nhà lãnh đạo nhất trí tăng cường trụ cột hợp tác về quốc phòng, an ninh, đảm bảo chỗ dựa vững chắc cho nhau nhằm đối phó hiệu quả với các thách thức an ninh ngày càng đa dạng, phức tạp, tích cực triển khai thực hiện hiệu quả các nghị định thư, kế hoạch hợp tác với quốc phòng, an ninh, góp phần giữ vững ổn định chính trị ở mỗi nước. Hai nhà lãnh đạo nhất trí duy trì hiệu quả trao đổi thông tin, đánh giá về tình hình quốc tế, quan tâm bảo vệ lợi ích chính đáng của nhau, phù hợp với luật pháp quốc tế, trong đó có vấn đề Biển Đông, sử dụng bền vững nguồn nước sông Mekong, tham vấn, phối hợp chặt chẽ, ủng hộ lẫn nhau hiệu quả trong các vấn đề quốc tế, khu vực và hoạt động tại các diễn đàn đa phương.